Bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tình hình Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng dù đã có hàng loạt các cuộc hội đàm cùng với những nỗ lực ngoại giao con thoi không ngừng nghỉ của lãnh đạo các nước trong suốt 2 ngày cuối tuần vừa qua. Lo ngại tình hình có thể tiếp tục diễn biến xấu hơn trong những ngày tới, nhiều nước thông báo là chuẩn bị rút nhân viên ngoại giao và khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Ukraine. Trong khi đó, thì một số động thái về quân sự cũng đang được các bên rốt ráo chuẩn bị. Kênh truyền hình CBS ngày 13 tháng 2 cho hay, chính quyền Mỹ dự kiến sẽ đưa tất cả nhân viên ngoại giao hiện đang còn ở Kiev rời đi trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Kênh truyền hình không cho biết cụ thể là những nhân viên của các bộ phận nào sẽ rời đi và liệu họ có rời hẳn khỏi Ukraine hay không. Trước đó, một nguồn tin ngoại giao Mỹ cũng cho hay các nhân viên ngoại giao của nước này sẽ chuyển tới làm việc tại thành phố Lviv ở phía tây Ukraine, chỉ cách biên giới với Ba Lan khoảng 70 km. Australia cùng ngày cũng thông báo đang sơ tán đại sứ quán ở Kiev và chuyển nhân viên tới văn phòng tạm thời ở Lviv. Australia kêu gọi Trung Quốc tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine. Trong khi đó, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE bắt đầu rút khoảng 160 nhân viên khỏi thành phố Donetsk của Ukraine kể từ ngày hôm qua. Đây là những nhân viên đến từ Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Albania và Slovakia. Một số quốc gia trong đó có Israel và Liban cũng bắt đầu khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine. Hiện tình hình ở Ukraine đang rất căng thẳng, nhất là tại khu vực sân bay ở thủ đô Kiev, do nhiều người nước ngoài đang đổ về đây để có thể nhanh chóng rời đi. Trước nguy cơ hỗn loạn có thể xảy ra, không loại trừ khả năng xảy ra xung đột quân sự, giới chức Ukraine đã kêu gọi hỗ trợ tài chính và quân sự từ phương Tây. Trong ngày 13 tháng 2, Ukraine cho biết đã tiếp nhận lô tên lửa phòng không Stinger cùng đạn dược không phận từ Litva. Anh cho biết đang phối hợp với các đồng minh chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine. Trong khi đó, Canada dự kiến sẽ điều động 1/2 binh sĩ của mình tại Ukraine sang các nước châu Âu khác